Máy bê tông pin thì không phải là cứ ngồi bấm hay gì như này. Đấy, anh chị cứ để cho tay thoải mái đi, cả bấm một tay như này nó đi được thôi. Em sạc như này là 700.000. Đấy thì em lên chương trình 700.000, anh chị cộng với các cái thân máy này sẽ giảm được 100.000 luôn. Đấy, cộng vào một lưu ý đối với cái dòng đục, kể cả như Hukan hay là S-Fan hay là Đen Tông, phải lưu ý cực kỳ về cân nặng luôn. Đấy, chúng ta cầm mà đi khoan có mũi 8 thôi mà vác một con 3-4 cân cho chết mệt ra đúng không? Rồi, xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay sẽ lên một cái combo rất là thơm khi mà mình ghép cái máy bê tông pin cùng với quả pin màu vàng của nó luôn. Đấy, trước đây thì em đợi quả này rất là lâu rồi, tại vì Hukan nó về cái dòng pin xả 15C ấy, nó về toàn cái pin màu xám thôi. Ok, pin màu xám thì ghép với những con chuyên vít hay là con Z18 thì nó rất là đồng màu đúng không? Nhưng mà nhìn lên cùng những con bê tông pin như này cảm giác nó hơi lệch lệch vậy đúng không? Đấy, các cái dòng này của Hukan thì nó sẽ ghi dòng xả cụ thể ở đây, đó là FX15C. Đấy, tức là xả của nó xả 15C. Đấy, nó khỏe hơn so với quả xả 5C và khỏe hơn quả Super xả 10C rất là nhiều. Đấy, những cái quả này phải đi rút lõi, phải đi khoan bê tông, phải đi dùng máy mài này. Đấy thì nay nó về thêm cái phiên bản đó là màu vàng. Đấy, thực ra nó không hẳn là về phiên bản này đâu. Cái pin này thì em tách ra, em lấy từ cái bộ 520 new ấy để em bán thân con ấy. Thì em tách ra thì như hãng người ta đang bán ấy, là một quả pin 4A, quả pin xả 15C và kèm sạc như này là 700.000. Đấy thì em lên chương trình 700.000, anh chị cộng với các cái thân máy này sẽ giảm được 100.000 luôn. Đấy, cộng với cả còn cả chương trình về quả pin 5A của bên em nữa. Đấy, những cái quả pin này xả cao 10 cell là phù hợp rồi. Mình không có đi đục nhiều, đục máy đục như con S-Fan hay là con Amax thì anh chị có thể sử dụng pin 15 cell được. Đấy, những con này cầm pin 10 cell thôi cho nó nhẹ đúng không? Đây, ví dụ như quả này này. Đấy, thân máy của nó compact này. Cái con mà 2009 ấy, đấy, cũng là con khỏe nhất của Hukan hiện tại, thì con này là thân máy nó khoảng 2 cân. Đấy, thân máy nó khoảng 2 cân. Và khi với cả một quả pin 10 cell thì nó chỉ khoảng 2 cân 8, cũng ok, cầm không quá là nặng đâu. Đấy, nhiều con máy rẻ hơn hay đắt hơn, nó body của nó đã tầm 2 cân rưỡi rồi. Đấy thì lưu ý nữa là đợt này Hukan nó ra một con đục bản xám xi măng. Đấy là con đục chứ không phải con khoan, và con đấy nó có anti kickback. Đấy, mọi người lưu ý nó là phân khúc khác so với hai con này, nó sẽ nặng hơn hai con này rất là nhiều. Còn độ khỏe thì em có thấy là hiện đại khỏe hơn, nhưng mà khỏe hơn bao nhiêu, có đáng kể không và có cần thiết phải dùng con đấy không thì em chưa so sánh. Đấy, nhưng mà hai con này nó sẽ thiên về khoan, còn đục thì Hukan cũng là một lựa chọn, S-Fan cũng là một lựa chọn nhá. Đấy, con này thì nó là pin 15C cho nên là những cái mũi khoan ví dụ như là 12, 14 như này thì cực kỳ đơn giản luôn này. Đấy, xuyên bê tông mũi 12. Đấy, thực ra là con này lúc mà nó mới về em còn toàn test mũi 16 mà. Đấy, phạm vi của con 2009 này nó sẽ khỏe hơn so với cả con 2706 nhé. Con này là 2706 dòng búa đứng, còn con này 2009 là búa ngang. Con này thì hiện tại là phân khúc cao hơn, nó khỏe hơn, có một cái phần tản nhiệt nhôm rất là nổi bật ở đây. Đấy, body của 2706 thì là 1.050.000 và body của 2009 thì là 1.450.000. Đấy, đây là test cho anh chị lên mũi 14 nhé. Đấy, mũi rất là to rồi. Khoan tư thế tay ngang giống mọi người đấy. Thế còn thực ra đục thì con này là không quá chuyên về đục đâu, nhưng mà với một quả pin xả cao, pin xả 15C và xả tận 60A như này thì nó có thể làm được. Đấy thì bây giờ sẽ test cho anh chị xem nhá. Đấy, nó không quá là chuyên đâu. Đây, cái này là xoay sang mũi đục này. Đây là mũi giữ đục này. Đấy, xoay đục này. Đây là xoay mũi đục này. Còn đây sẽ là đục này. Đấy, chứ không phải là chức năng. Nó con nào nó chả có, các ông đi quả cả 4 chức năng này. Đó. Quay cao lên tí để xem được, quay hẳn lên cao, góc cao, góc trên cao ấy. Góc trên cao không phải, đấy là quay rộng, góc trên cao. Đây.
Đấy. Đấy, nói chung là cũng ổn. Con này thì kiểu như là anh chị đi đục tường gạch hay là nhỡ thôi. Còn nếu mà anh chị có ăn với đục rồi, tốt nhất là nên sử dụng cái máy đục như là S-Fan ấy. Đấy, thì còn con 2706 ấy, đấy, con này phạm vi hoạt động của nó như con 2009 sẽ từ tầm mũi 14 đến mũi 16. Thế còn con S-Fan này thì con 2706 này thì phạm vi hoạt động của nó anh nghĩ tầm mũi 12 thôi. Đấy, 12 14 đi. Còn lại thôi. Đó. Có pin này thì tương tự nhá, nhưng mà nó chỉ khác là màu thôi. Pin này khi chưa sạc ấy. Đấy đúng không? Pin còn một vạch này, đúng không? Này. Cũng rất là hợp đúng không? Màu đen vàng, màu đen hợp với máy cũng hợp. Nói chung là khoan đứng hay khoan ngang thì cơ bản là không quá là nhiều đâu. Máy bê tông pin thì không phải là cứ ngồi bấm hay gì như này. Đấy, anh chị cứ để cho tay thoải mái đi, cả bấm một tay như này nó đi được thôi. Đấy, tại sao nó không ngắt? Bởi vì mọi người yên tâm đi, con này nó là quả xả rất là cao rồi. Đấy, thế còn trường hợp mà anh chị muốn mua quả pin đóng của bên em, những cái quả 7,5 cell 5A hoặc 7,5A ấy. Đây, nói qua nhá, pin này là pin xả 15C. Cell của nó là cell Hukan, nó không có cell hiệu gì cả. Đấy, nó OEM luôn từ cell, nó đặt tên cell là cell Hukan luôn. Thế còn quả pin đóng này của bên em thì anh chị lại hay so sánh. Đấy, tại vì con này là 580 quả pin 5A, còn quả pin này là không có sạc là 550. Đấy, 550 và 580 thì ra nó chỉ chênh nhau 30.000 thôi. Đấy, nhưng mà cell của bên em thì dòng xả từng cell thì nó thấp hơn. Nó là 12C, 12C nhưng mà nhân 60A, à nhân 5A thì nó vẫn ra tổng 60A. Đấy, thế còn của Hukan là 15C xả từng cell nhưng mà nhân tổng 4A lên nó cũng là 60A. Đấy, về tổng dòng xả thì tương đương. Nhưng mà pin của bên em thì nó có thêm cái là dung lượng nó có cao thêm 1A. Đấy thì chương trình là anh chị ví dụ như là mua này là 1.050.000 cộng với cả quả pin này kèm theo cái sạc là 700 đúng không? Đấy thì là 1.750.000 trừ đi 100 là 1.650.000. Đấy tương tự con này 1.450.000 cộng với 700 là 2.150.000. Đấy trừ đi còn 2.050.000. Đấy thế còn cái quả pin này của bên em thì mọi người cứ mua lẻ đi, giá trên màn hình rồi. Đấy thì sẽ tặng cho mọi người một là cái sạc adapter 3A, hai là tặng luôn đúng cái sạc này của Hukan nếu anh em thích. Đấy, thực ra nó cũng chả chênh nhau đâu. Sạc 3A thì nó nhỉnh hơn con này về dòng sạc. Sạc tức là nó thêm 0.5A nhanh hơn. Đấy, và nó có quạt. Còn con này thì về hình thức thì nhìn nó đẹp, nó bắt mắt thật. Nhưng mà cái sạc của bên em cũng không hề thua gì sạc Hukan đâu. Đấy thì tùy theo mọi người nhá. Mọi người có thể chọn pin FX15C màu vàng hoặc là mọi người chọn pin nóng của bên em, đều có chương trình tặng sạc hoặc giảm 100.000 nhá. Đấy, bài test rõ ràng rồi. Anh chị nào mua hàng thì cứ liên hệ giúp em và nhớ giúp em là cái phân khúc. Đấy, chúng ta đừng đi lấy một cái con dao gọi là dao cạo râu mà đi bột củi cả, mà cũng không ai lấy cái con dao đi bột củi để cạo râu cả. Đấy, con này thì tầm mũi 10, mũi 12 camera điện nước, còn nếu con này làm trần làm dầm mũi to khoan nhiều thì chơi con này, hoặc là tài chính mình hơn, hoặc là đơn thuần là mình muốn mua con nó dư lực để mình làm cho nó nhẹ thôi thì có thể chọn 2009. Đấy thì còn cơ bản thì hiện tại mỗi đục Hukan là em chưa làm, tại vì con đó nó thiên về đục chứ nó không thiên về khoan. Và mọi người lưu ý đối với cái dòng đục kể cả như Hukan hay là S-Fan hay là đệm tông phải lưu ý cực kỳ về cân nặng luôn. Đấy, chúng ta cầm mà đi khoan có mũi 8 thôi mà vác một con 3-4 cân cho chết mệt ra đúng không? Đấy, anh em nào mua hàng liên hệ nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.